Nguyễn Công Cấp, Trung tâm Đào tạo Tài năng Trẻ Châu Á Thái Bình Dương, tác giả của chương trình Đào tạo Lãnh đạo Trẻ Tương lai Học kỳ Quân đội, lên chia sẻ với chúng ta ý nghĩa của thể thao và vận động thể chất đối sự phát triển toàn diện của bé. Và xin mời thầy. Kính thưa các anh chị lãnh đạo của Nestle, của Milo, của đơn vị tổ chức sự kiện, thưa các phụ huynh. Vài phụ huynh chắc là cho bé đi như vậy cũng lo phải không ạ? Bởi vì là không biết rằng là nó đi lỡ nó có lạc hay không. Nhưng mà trẻ em tại Nhật á, khoảng là lớp 1 là các em có thể là tự đi trên xe điện ngầm, đi từ tỉnh này qua tỉnh kia hoặc là đi từ trường này tới trường kia. Phụ huynh thử đi. Sáng hôm nay một cái đơn vị tổ chức như vậy cũng rất là chuyên nghiệp, thì phụ huynh thử cho các em đi như vậy, các em sẽ mạnh dạn hơn. Cũng hơi đáng tiếc là sáng hôm nay số lượng các mẹ, các ông bố tham gia cũng khá ít. Thưa phụ huynh, tôi có thời gian sẽ được trao đổi ở đây là khoảng 35 phút. Như tôi tin là bài trao đổi của tôi sẽ rất bổ ích với nhiều phụ huynh đang tham gia chương trình ngày hôm nay. Có một chị sau một thời gian chuyển công tác, chị ở nhà nghỉ một thời gian đó, thì hôm ấy nhận việc làm mới, mua một cái tấm thảm rất đẹp, trải thẳng xong rồi á, và sáng sớm mới gọi cô gái của mình dậy là dậy, uống sữa thật nhanh, ăn sáng thật nhanh, đi học nha. Con gái thì thường là hay ngủ dậy trễ, ngủ nướng á phụ huynh, cho nên rằng là cô bé cứ mất nhắm mất mở như vậy thì mẹ đẩy cái ao vô trong toilet, đánh răng súc miệng, mẹ kéo ra uống sữa cho mẹ. Lúc bấy giờ cô bé với tay lên lấy cái ly sữa đó, thì do mất nhắm mất mở cái ly đó xuống bể cái choảng một cái. Nếu phụ huynh bình thường ngày đầu tiên đi làm và hôm nay mình vội vã như vậy, chắc là sẽ rất dễ đánh đứa con yêu quý của mình. Cô bé sau khi làm bể cái ly xong á, có người trở nên sợ hãi như vậy, người mẹ bắt đầu giận dữ, nhưng mà sau đó cô bình tĩnh trở lại. Tôi tin bên dưới nhiều phụ huynh sẽ khó kiềm chế trong giai đoạn như vậy, nhưng mà khi thấy con của mình run sợ như vậy thì người mẹ mới ôm con vào lòng và nói: mẹ biết con không cố ý, ngày mai nhớ dậy sớm nghe con. Thưa phụ huynh rằng là nếu như một người nào đó mà khi đó tức giận mà tát bé bóp 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 bóp, ngay lập tức là bé sẽ òa lên khóc nức nở, nhưng mà trận đòn ấy bé sẽ không nhớ kỹ đâu. Nhưng mà trong trường hợp này á, người mẹ ôm con vào lòng và nói: mẹ biết con không cố ý, ngày mai nhớ dậy sớm nghe con. Cô bé òa lên khóc, ôm mẹ và nói: con xin lỗi mẹ. Sáng nay tôi tới đây, tôi quan sát ở trên sân khấu này, tổng cộng là tôi quan sát được 24 em lên sân khấu, trong đó chỉ có 6 em nói dạ thưa thôi, còn lại mấy em còn nhỏ như vậy. Nhưng mà nhiều em không nói dạ thưa với anh quản trò này, hoặc là sau khi các em nhận quà xong á, chỉ có một em cảm ơn thôi, còn lại rất nhiều em không cảm ơn. Thưa phụ huynh, là trẻ con là bản sao, và đâu đó mình rất muốn con mình thành công trong cuộc đời, nhưng nếu như không khéo á, dần dần mình sẽ đẩy trẻ về phía bên kia, cái mà mình hoàn toàn không muốn. Như vậy phụ huynh mong muốn gì ở trẻ? Mỗi năm tôi báo cáo khoảng là 300-400 trường cho hàng chục ngàn phụ huynh, và rất là tự hào là cho ít nhất là vài trăm ngàn trẻ con, thưa phụ huynh, và khoảng 40-50 tập đoàn. Thì tôi may mắn được giảng cho chùa và nhà thờ, cho nên tự động rút ra được khá nhiều bài học cho mình để giúp cho trẻ. Nhiều phụ huynh buổi tối gọi tới tư vấn cho tôi rằng là thầy Nhân ơi, có thể làm cho tôi, giúp cho con tôi nó có hiểu và nó có thể là giống như tôi mong muốn được hay không. Một hôm tôi mời chị tới văn phòng hỏi là: như vậy chị mong muốn con chị như thế nào? Chị gãi đầu nói: tôi chỉ mong muốn con của tôi nó mạnh khỏe vui vẻ là được rồi. Tôi hỏi: chắc chắn là chị chỉ mong muốn nó mạnh khỏe và vui vẻ phải không ạ? Chị nói: nếu được mà nó có thể trung thực và rắn rỏi hơn một chút thì tốt. Tôi nói: vậy tóm lại chị muốn nó học giỏi, trung thực, vui vẻ có phải không ạ? Chị nói: nói cho cùng á thì nó phải học giỏi, rồi nó hòa đồng với mọi người, nó mạnh mẽ để người khác không ăn hiếp nó. Nếu mà nó chơi được ngoài trời như vậy nè thì càng tốt hơn nữa. Tôi im lặng nhìn chị rồi tôi cười. Chị suy nghĩ một lát rồi chị cũng cười. Phụ huynh mình muốn rất là nhiều, nhưng mà không hề có một giấc mơ qua đêm. Thưa phụ huynh rằng là nhiều người sáng hôm nay rất muốn tới tham gia ngày hội này, nhưng mà hôm nay là ngày chủ nhật thôi ngủ nướng một chút đi. Và dần dần con mình cũng y chang như vậy. Tôi hồi nãy tôi nói đó, trẻ con là bản sao của bố mẹ. Dần dần là những cái suy nghĩ, cái nếp của mình đó sẽ ảnh hưởng tới trẻ rất nhiều. Thời gian biểu của một đứa trẻ ở Việt Nam, các anh chị có thể đúng với đứa con của mình hay không? Nhất là các bé bắt đầu vô cấp 1, 6 giờ sáng hoặc 6 giờ kém là dậy, đánh răng súc miệng, không kịp giờ, ăn sáng ngay ở trên xe, tới trường, vô học. Giờ mà trẻ vui vẻ nhất các anh chị,
giờ ra chơi. Nhưng thời gian đó cực kỳ ngắn, sau đó vô lớp học, áp lực càng nhiều, buổi chiều về và rất nhiều cái mà trẻ phải làm. Khi trở về nhà, quá mệt và sau đó trẻ ngủ vùi ngay lập tức. Thưa phụ huynh, nếu như thời khóa biểu lập đó lặp đi lặp lại như vậy á, thì sẽ không hề tốt một chút nào, không hề tốt một chút nào cho việc phát triển não bộ của trẻ nếu như không có một sự vận động. Trường Harvard Kennedy đã chứng minh rất kỹ về chuyện đó. Nếu như chỉ phát triển về học tập thôi mà thiếu phát triển về trải nghiệm và năng khiếu á, thì dẫn đến kết quả là trẻ sẽ không phát triển toàn diện đâu phụ huynh. Thay vì phụ huynh than phiền là con của mình phát triển không như mình mong muốn, xin phụ huynh hãy chú ý tới những cái tư duy tích cực của mình. Đằng sau tôi sẽ nói thêm một chút để giúp cho bé có thể phát triển tốt hơn. Nếu như một đứa trẻ mà có chứng kiến á, thì những đứa trẻ này sẽ không thực thà được đâu. Phụ huynh không thực thà như em được, lúc nào nó cũng thực thà với mình. Một đứa trẻ mà dễ nổi nóng, thực ra trẻ rất nhạy cảm và biết quan tâm tới người khác. Một đứa trẻ mà không nghe lời, có nghĩa là đứa trẻ đó bắt đầu dần dần có chính kiến, hoặc là đứa trẻ nó muốn nổi loạn á, nó muốn ba mẹ quan tâm tới nó nhiều hơn. Nhất là khi cô các anh chị bước thêm một bước nữa qua tuổi 12, 13, đặc biệt là cuối tuổi 13, một ngày nào đó mà bé bắt đầu nổi loạn với mẹ, nổi loạn với bố, xin các anh chị chú ý rằng là đâu đó đứa con của mình nó đang muốn mình quan tâm tới nó nhiều hơn các anh chị. Một đứa trẻ mà có tác phong chậm chạp, đừng bao giờ chia bai nó mà các anh chị phải nghĩ rằng là con của mình thuộc tiếp người tỉ mỉ và tận mẫn. Một đứa trẻ mà nghịch ngợm rõ ràng là một đứa trẻ khỏe mạnh, giống như cái cậu bé hồi nãy mà các anh chị thấy là bức tường không ạ. Cậu bé rất là khỏe mạnh, rất là năng động, nhưng mà nếu như mà trên trường mà em nó vẫn tiếp tục như vậy và không biết kiềm chế mình chẳng hạn, thì là giáo viên sẽ thường là nói những lời làm cho trẻ cảm thấy là tiêu cực hơn và dần dần trẻ sẽ không năng động nữa. Một đứa trẻ mà hiền lành á thì dễ nhạy cảm và biết quan tâm tới những người xung quanh. Ở Việt Nam, phụ huynh thường dễ chú ý tới khuyết điểm của trẻ hơn là chú ý tới những cái ưu điểm của trẻ. Tôi đơn cử một ví dụ rất rõ ràng. Hết học kỳ 1 này, trẻ đi học về, hôm ấy gãi đầu đứng trước cửa như vậy. Mẹ kêu vô, con trai vô đây, hình như có chuyện gì thì phải, có kết quả học kỳ rồi phải không ạ? Dạ thưa mẹ có rồi. Bao nhiêu điểm? Dạ 2 con 10, 1 con 9. Và gì nói luôn cho bạn nghe, và 1 con 6. Con số 6 ngay lập tức in sâu vào não bộ của mẹ liền. Biết ngay mà, mẹ đã nói con rồi, không như vậy đó, con phải cố gắng như vậy chứ không tao là bị điểm như vậy. Ngay lập tức rằng là đứa bé nó khắc sâu điểm 6 các anh chị. Nhưng một phụ huynh mà được trải nghiệm giống như kiểu gia đình của Milo, được các anh chị được đồng hành như vậy đó, một phụ huynh nghe xong 2 con 10, 1 con 9, 1 con 6, mẹ nói tới đây 2 con 10, con biết tại sao con được 2 con 10 không ạ? Bởi vì con đã làm đúng phương pháp rồi đó, con đã tiếp tục phát huy, phải không nghe lời mình, cái mâu thuẫn nó càng lúc càng to ra. Và thưa phụ huynh, như tôi nói đó, không hề có một ước mơ qua đêm. Nếu như phụ huynh cứ nghĩ rằng là đùng một cái trao đổi, một cuốn sách nào đó làm cho phụ huynh có thể giúp cho trẻ thành công, đó là chuyện ảo tưởng. Ông bố ấy từ còn nhỏ đã từng tham gia rất nhiều cái nội dung, đoạn cuối tôi sẽ nói, và đặc biệt là những nội dung nào liên quan tới câu bổng về cộng đồng, đặc biệt là những cái nội dung hoạt động về thể thao. Và sau đó tới một thời gian, ông cho con đi tham gia trải nghiệm tại trung tâm của tôi. Thì phụ huynh biết rằng là đứa con càng ngày càng lớn, càng dễ thương lắm. Và cô bé ấy rất là ngoan. Cho tới một hôm, ổng ngày hôm sau là chuẩn bị dự một bữa tiệc, mua một cái quần rất đẹp về nhưng mà dài quá. Ổng mới nói với người vợ yêu quý của mình rằng là: em ơi, lát nữa em nấu ăn xong, em lên like cái quần giùm anh chút nha. Người vợ đang lúi húi dưới bếp: anh ơi, hôm nay nhiều việc lắm, tết nhất nhiều việc lắm, em phải làm tới 10, 11 giờ mới xong, anh hãy nhờ mẹ đi. Mới quay qua người mẹ của mình: mẹ ơi, mẹ lát nữa xong, coi phim xong á, mẹ lên like giùm cái quần con chút nha mẹ. Người mẹ đang xem bộ phim cuối cùng của Hàn Quốc, mà đây là tập cuối cùng nữa mà đang lấn cấn như vậy. Con trai, trời ơi, bộ phim này hay lắm, mẹ không thể kiểm soát được nữa đâu, mà thôi thì con nhờ con của con đi. Ông bố mới nói: con gái yêu quý của bố, con giúp bố lên like quần chút nha. Cô bé nói: bố,
hôm trước con xin bố hôm nay đi sinh nhật bố lại cho rồi. Bố bắt con làm như vậy, trễ buổi tiệc sinh nhật của cô. Ông bố rất buồn các anh chị. Vô trong phòng đóng cửa lại ngủ để cái quần trên cái bộ bàn, bộ ghế salon á. Người vợ làm xong lúc 10 giờ. Nghĩ bình thường chồng yêu quý mình lắm, mà hôm nay nhờ lên cái lấy quần mà mình không lên nữa dở quá. Cuối cùng là lên 10 phân. Người vợ lên xong bỏ cái quần ở đó. Người mẹ coi bộ phim tới 11 giờ xong nghỉ hàng ngày con của mình rất hiếu thảo. Mà hôm nay nó nhờ mình một chuyện mà mình không làm nó cũng tệ quá. Cuối cùng người mẹ lên like 10 phân luôn. Người con hôm ấy đi làm về trễ, đi sinh nhật về trễ đó. Nhớ bình thường là bố đưa đón mình từ còn nhỏ, những ngày hội quan trọng bố đều đưa đi như vậy. Cho nên hôm nay quyết định là thôi thức khuya cũng được, gần tới 1 giờ sáng lên like 10 phân luôn nữa. Sáng hôm sau ông ấy mặc cái quần vô, cái quần nó hõm lên tới đây luôn. Nhưng mà ông hạnh phúc lắm. Ngày hôm sau ông vẫn đêm đó ông đi tới một bữa tiệc, thưa phụ huynh rằng là mọi người nhìn ông cứ ai cũng cười giống như phụ huynh đang cười hồi nãy vậy đó. Nhưng mà ông nói xin đừng cười, đây là cái quần hạnh phúc của tôi. Thưa phụ huynh, đâu đó những đứa con mà các anh chị mài dũa bình thường, nhưng mà cách mài dũa của người Việt Nam mình á, học, học, học và học. Nếu như không cân bằng được năng lượng cho nó, nếu như mà các anh chị không cho nó vận động ngoài trời, thưa các anh chị, nó chỉ phát triển về nửa não trái mà thôi phụ huynh. Phát triển nửa não trái, lát tôi sẽ nói thêm phần đó kỹ hơn. Thật ra, trên trái đất này, trẻ con là cái rốn của vũ trụ. Mà càng lúc là các anh chị thấy mình chỉ có một con cho tới hai con thôi. Cho nên mình dồn toàn bộ tình cảm cho đứa con. Chính vì dồn toàn bộ tình cảm á, cho nên các anh chị rất dễ bảo bọc trẻ. Đâu đó khi mà trong một khuôn viên như vậy, đứa trẻ bắt đầu đi lạc, nó sẽ không biết tìm mối như thế nào, nó không biết là hỏi ai. Và thậm chí rằng là đâu đó ở Việt Nam, tỷ lệ trẻ con giống như là một thế hệ gối ôm vậy đó. Dần dần làm cho các anh chị toàn bộ phải chăm sóc. Các anh chị bảo bọc bởi vì các anh chị sợ ra bên ngoài đứa trẻ ấy sẽ học nói tục chữ thề vân vân. Dần dần chính các anh chị là người trả giá cho đứa con của mình. Đâu đó giữa phụ huynh Việt Nam và phụ huynh của các nước tiến bộ hơi khác nhau các anh chị. Đó là các anh chị thấy các bậc phụ huynh Việt Nam á, bỏ rất nhiều tiền cho con của mình đi học đủ thứ, đi học trải nghiệm, đi chơi thể thao, nhưng mà ngồi chờ con một chút hoặc là bỏ một chút thời gian ra để nghe những bài giảng rất hữu ích cho mình á, thì đâu đó mình nói mình không có thời gian nghe những cái gì vớ vẩn ấy, làm gì tôi không cần, tôi sinh con ra tôi dư sức để lo được chuyện đó. Có một câu chuyện diễn ra ngay tại quận 1 của mình cực kỳ cảm động phụ huynh. Thằng bé ấy còn nhỏ như vậy, mẹ là giáo viên, nó rất nghịch ngợm nhưng rất yêu mẹ. Mỗi ngày đi về đó hay ôm mẹ như vậy và nói con cảm ơn mẹ. Khi mà chỉ làm giáo viên cho nên là đời sống hơi khó, chuyển sang kinh doanh á, đời sống của chị trở nên tốt hơn thưa các anh chị. Nhưng mà từ ngày ấy chị ít có thời gian chơi chung với những đứa bé giống như phụ huynh đang ngồi đây. Rồi chị mỗi buổi tối á, trước đây thường hôn lên trán nó, bây giờ không thể hôn lên trán nó được nữa, bởi vì bận làm hợp đồng, bận kinh doanh. Một hôm thằng bé đi về nước mắt còn ngấn ở trong mắt á, và nói mẹ, con cảm ơn mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Và các anh chị biết rằng là nó ôm lại mẹ nó. Người mẹ nói biết rồi, mẹ cũng thương con. Mẹ bận làm hợp đồng, thôi con đi lên phòng giùm mẹ đi. Ngày hôm ấy nó đã nghe tôi giảng bài ở trường, cả sân trường ai cũng khóc khi nói về công đức của cha mẹ. Ngày hôm sau nó đi về nó nói mẹ ơi, trường con gửi một cái thư mời, có một bài giảng dành cho phụ huynh để hiểu hơn, để mẹ có thể chia sẻ con tốt hơn nghe mẹ. Bà đang lúi húi làm sổ sách quay phát lên, này bà thư vớ vẩn đấy, mẹ nghe làm cái gì, con lên lầu học cho mẹ đi, rồi con tập trung tối đa việc học là tốt rồi, bây giờ hạn chế chơi game chơi thể thao gì nên mẹ không thích đâu nha. Thằng bé bước lên lầu nó buồn lắm các anh chị. Mấy ngày sau về khuôn mặt nó hơi buồn mà nói mẹ ơi, lớp con có một câu chuyện rất tội nghiệp. Đứa bạn trong lớp con bị ung thư đó mẹ. Cả lớp quyên góp lại ủng hộ thằng bé, mà mẹ con không có tiền, con đã tặng cái đồng hồ rồi mẹ. Bà đang lúi húi làm sổ sách quay phát lên, này cái đồng hồ ấy mẹ mua 500 đô ngày sinh nhật của con, ai biểu con tặng con làm nổi hả? Mẹ không muốn như vậy đâu nha, lên lầu học cho mẹ đi, học cho mẹ đi. Thằng bé bước lên lầu, nó không nói gì cả. Trưa hôm sau đi về ăn cơm với người làm á, nó khóc, chị đập con heo đất giùm em đi. Đập con heo đất ra đếm được 3 triệu đồng, chị đưa cho em. Cậu giữ làm gì nhiều vậy, em đâu có cần đâu, em tặng cho bạn em thôi, tặng một ít thôi, cậu phải để dành chứ, cậu đưa tôi giữ cho. Thôi mà chị không cần đâu, em muốn nói với chị rằng chị nhớ chăm sóc mẹ em chu đáo nha. Người làm không để ý đâu các anh chị. Này, từ nào tới giờ tôi vẫn chăm sóc mẹ cậu và cậu chu đáo đó.
cậu nói gì kỳ vậy? Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Trưa hôm sau đi học về, nó ăn cơm mà nó khóc. Em cảm ơn chị nhờ chăm sóc mẹ em chu đáo. Người làm không để ý gì hết các anh chị. Cho đến buổi chiều không thấy nó mở nhạc ầm ầm như mọi lần, không thấy nó xuống ăn cơm tối, chạy tới gặp người chủ và nói: bà chủ, hình như có chuyện chẳng lành thì phải. Không thấy cậu xuống đây nữa, hình như có chuyện gì thì phải à. Linh cảm của một người mẹ, bà bỏ ngay sổ sách, bà chạy lên mở cửa, cửa bên trong đã cài then. Cho đến khi bà nhờ được người thợ mở khóa mở cửa ra, thằng bé ấy đã lủng lẳng trên cánh quạt trần. Bà như chết giấc ngay lập tức. Cho đến khi bà tỉnh dậy đó, thì bên dưới cái gối của nó là lá thư gửi cho mẹ của nó, mẹ yêu quý của con. Có lẽ đối với mẹ bây giờ không cần con trên cuộc đời nữa phải không mẹ? Mẹ yêu cầu con học và học. Con nhớ ngày mẹ còn là giáo viên đó, mẹ tâm sự và chia sẻ với con rất nhiều. Mẹ cho con tham gia nhiều hoạt động lắm. Nhưng cho đến khi mẹ kinh doanh, hình như đối với mẹ bây giờ tiền hợp đồng là quan trọng phải không mẹ? Mấy tuần nay liên tục con làm cho mẹ đau khổ. Thôi thì con đi đây, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mỗi một ngày bà cúng cơm cho nó, bà nhìn di ảnh của nó và nói: con thật là một người ích kỷ, con có biết đánh đổi cả mạng sống của mẹ, đánh đổi cả gia tài này mà con sống lại, mẹ sẵn sàng đánh đổi. Mẹ yêu con nhiều lắm. Thưa các anh chị, một đứa trẻ đó mà nó biết quan tâm tới mẹ, chỉ một vài cảm xúc nhỏ thôi có thể làm cho trẻ dễ bị tổn thương. Nhưng mà hình như người Việt Nam của mình á, hiện giờ đang dần dần vội vàng ít xây dựng ngân hàng tình cảm. Giá như mà nhiều người cùng tham gia cái chương trình nào đó, không phải nhất thiết chỉ là một chương trình cùng bé Vương Sa như vậy đâu, mà nó gắn kết mọi người như một gia đình trở lại đó. Đoạn sau tôi sẽ nói rất kỹ về cái hoạt động đồng đội các anh chị, thì nó sẽ giúp cho đứa bé giảm tổn thương rất nhiều và đi xa hơn rất nhiều, thưa phụ huynh. Nhưng rất đáng tiếc rằng là hình như đâu đó nó chỉ là một sự tiện ích thôi. Đó là một chuyện mà tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam đang thiếu rất nhiều. Thưa các anh chị, rằng là các anh chị lưu ý, nếu một đứa trẻ học giỏi á, nửa não trái sẽ quyết định nửa con người bên phải. Một đứa trẻ học toán giỏi, tư duy giỏi, thực ra nửa não trái phát triển thôi. Nhưng nếu hội họa, cảm xúc, nếu những kỹ năng và vận động với các anh chị thì làm nửa não phải phát triển rất tốt. Và chuyện đó làm cho trẻ khá thành công sau này. Từ còn nhỏ trẻ đi học, bắt đầu trẻ viết bằng tay trái, mẹ khẽ bóp một cái viết tay phải cho mẹ. Ai bị cũng viết tay trái, nên trường giáo viên cũng vậy. Nhưng mà khi trẻ bắt đầu viết bằng tay trái đó, thì nửa não phải của trẻ phát triển tốt các anh chị. Một đứa trẻ vận động rất tốt, mồ hôi mồ kê như vậy đó, thì não phải của trẻ cũng sẽ vận động tốt. Chuyện đó sẽ giúp cho trẻ cảm xúc về con người tốt hơn. Nhưng mà đâu đó hình như dần dần cái nhiều cái nghịch lý á, nó ràng buộc phụ huynh, làm cho phụ huynh không quan tâm tới chuyện này. Vậy tôi muốn giới thiệu một số nghịch lý mà phụ huynh hết sức quan tâm. Đó là ai cũng muốn con mình rèn luyện thể thao cho khỏe mạnh hết trơn á. Nhưng mà khi mà nó chơi thể thao á, bắt đầu mình sợ nó đam mê quá, nó quên bẵng việc đi học đi. Nó chơi thể thao á, sợ rằng là cái việc học Anh văn tin học của nó trở nên giảm đi. Nó chơi thể thao sợ nó tốn nhiều năng lượng quá, rồi mình không đủ bù đắp nổi á, thì dẫn đến là trẻ bị suy dinh dưỡng đi. Đâu đó nhiều phụ huynh suy nghĩ như vậy. Như vậy đó là suy nghĩ rất sai lầm. Nhiều phụ huynh suy nghĩ rằng là con cần phải biết làm việc nhà, biết giúp đỡ ba mẹ từ những việc nhỏ. Nhưng mà khi trẻ làm vụng về từ còn nhỏ, mẹ nói thôi, đừng làm nữa, làm cái gì cũng không được hết à. Mỗi buổi sáng trẻ dậy cột một cái dây dày như vậy, chậm quá trễ giờ làm, mẹ nói thôi không cần cột nữa, đưa đây. Trẻ đưa cái chân ra, mẹ cột cái dây dày cho trẻ luôn. Và tới trung tâm của tôi các anh chị, nhiều trẻ tới lớp 7, lớp 8 cột cái dây dày cũng không nên hình nữa. Dần dần rằng là chính cái bảo bọc ban đầu á, chính cái làm thay của phụ huynh á, đưa cho một đứa trẻ sang một cái thế giới khác hoàn toàn. Trẻ càng trở nên thụ động hơn, như một thế cái hệ gối ôm mà tôi nói hồi nãy các anh chị. Đứa bé trước đây á, là một đứa bé rất thụ động. Sau khi đi huấn luyện xong, tham gia những hoạt động huấn luyện như vậy, ngoài trời như vậy, nó trở nên năng động. Cho tới một ngày học ở trung tâm tôi, và bắt buộc rằng là tất cả em đi học về xong rồi đó, ăn cơm xong thì phải rửa chén. Ngày hôm ấy không có người làm, rồi ba mẹ đi đám cưới, đứa bé ở nhà, ba mẹ cho nó tự ăn đó. Ăn cơm xong, phụ huynh biết rằng là đứa bé nghe tôi đã dặn rằng là phải tự rửa chén đó. Hôm ấy hai vợ chồng vừa đi đám cưới trở về, nước lên láng ở dưới bếp luôn, cái bình 20 lít cũng lăn lóc. Người mẹ tức quá đây, con làm cái chuyện gì vậy, con làm cái trò chơi gì vậy mà nước đổ tùm lum vậy. Đứa bé nói: mẹ,
con đâu có làm cái gì đâu. Người mẹ tức lên vừa định xin lỗi cho anh chị vừa định đánh nó. Ông bố chụp tay lại để coi thử con nó làm cái chuyện gì vậy. Này con trai của bố, con làm gì mà nước lên láng vậy? Bố, thầy Nhân dặn rằng là ăn xong thì phải rửa chén. Mà cái lò vòi nước rửa chén nó cao quá con đứng không tới. Cho nên con đã dùng bình 20 lít này con rửa chén đó bố. Nếu như hôm ấy mà người mẹ đó mà bóp, đứa trẻ từ đó về sau nó sẽ không bao giờ rửa chén lại đâu các anh chị. Nhưng mà ông bố may mắn là cầm kịp tay của người mẹ trở lại. Và khi mà đứa bé nói xong á, người mẹ ôm nó và nói: mẹ xin lỗi nha, mẹ lại suy nghĩ xấu về con của mẹ rồi đó. Thưa phụ huynh rằng là khác nhau một trong một tích tắc như vậy thôi đã làm cho một đứa trẻ nó sẽ thay đổi đó phụ huynh. Phụ huynh thì muốn trẻ hiểu nhanh rồi phát triển tư duy nhanh. Nhưng mà nhiều phụ huynh bây giờ, sau bài giảng về cai nghiện game của tôi đó, nhiều phụ huynh bây giờ rất ngại trẻ sẽ nghiện game. Đúng không phụ huynh ạ? Không chỉ ở Việt Nam đâu, mà đặc biệt là ở Nhật, ở Hàn Quốc và nhất là ở Trung Quốc. Thực ra đâu đó đúng là nghiện game là cái mà phụ huynh nên cực kỳ quan tâm. Nhưng mà biết sử dụng công nghệ một cách hợp lý, trẻ nằm trong tầm kiểm soát của mình, đó là một chiếc đũa thần kỳ mà kinh chỉ giúp cho trẻ rất tốt. Sáng hôm nay tôi thấy một vài trẻ dùng iPad. Thực ra cách dùng của một vài phụ huynh ở đây không hề đúng đối với trẻ đâu. Nếu có cơ hội tôi sẽ nói kỹ hơn chuyện đó. Phụ huynh bây giờ muốn con có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đối với một đứa trẻ đó, khi mà nó gặp chuyện gì nó cũng nói: mẹ cái này làm sao, bố cái này làm sao. Đứa trẻ đó sẽ sống kiểu tầm gửi phụ huynh và hoàn toàn phụ thuộc vô bố và phụ thuộc vô mẹ của mình. Chuyện gì cũng hỏi. Như một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng tự giải quyết hết trơn á. Thậm chí là sổ liên lạc cô giáo phê vô, là đề nghị bố mẹ ký vô, và nó phải làm một cái bản kiểm điểm. Nhưng mà cuối cùng là nó tự ký luôn phụ huynh. Những đứa trẻ đó thì càng trở nên không tốt hơn nữa. Bởi vì khi mà tới độ tuổi dậy thì đó, nó chính là một cái mà làm cho phụ huynh trở nên khủng hoảng hơn tâm lý rất nhiều. Như vậy rằng là làm sao một đứa trẻ mà gặp việc gì nó tự giải quyết, gặp việc gì mà nó phải nhờ bố mẹ giải quyết. Thưa phụ huynh rằng là điều đó phụ huynh phải xây dựng những quy ước trong gia đình. Những quy ước đó làm cho trẻ biết hỏi bố mẹ chuyện gì nó phải cần giải quyết và chuyện gì nó phải tự giải quyết. Ví dụ những chuyện phụ huynh quy định rằng là ăn uống ngủ nghỉ của con phải tự giải quyết đúng giờ nề nếp. Còn những chuyện nào không phải của con, ví dụ chuyện trường học, cô giáo yêu cầu bố mẹ thì con phải đưa bố mẹ và xin ý kiến của bố mẹ. Những chuyện xảy ra trên lớp, con hãy kể cho bố mẹ nghe. Khi xây dựng ngân hàng tình cảm, phần thứ nhất tôi nói đó, đâu đó mỗi một ngày, ví dụ ngày hôm nay đi về, có hộp tình cảm. Hôm nay một ngày rất vui, con của mẹ ở trên sân khấu tỏa sáng như vậy, mẹ hạnh phúc lắm, mặc dù không có phần thưởng. Bỏ vô trong đó, đứa bé sẽ tự ghi là hôm nay một ngày trải nghiệm với Milo, con vui lắm mẹ. Hy vọng rằng là con sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, bỏ vô. Và lần lượt cái ngân hàng nó được dày lên. Thưa phụ huynh, để cho đến năm 13, 14 tuổi mà trẻ bắt đầu nổi loạn á, trẻ đôi đó có thể là bỏ nhà đi, thậm chí rằng là xin lỗi nha, nghĩ tới chuyện nguyên sinh nữa đó, thì cái ngân hàng tình cảm đó là cơ hội để níu kéo trẻ trở lại. Nhưng mà nhiều phụ huynh Việt Nam có thể làm rất nhiều cho con của mình, nhưng mà để viết nhật ký cho con hoặc là xây dựng ngân hàng tình cảm cho con, hình như là hoặc là phụ huynh không biết, hoặc là cái câu nói của phụ huynh rằng là tôi không có thời gian. Một đứa bé mê bóng rổ lắm, mê đến nỗi mà bố nó sợ và cấm nó không tham gia thể thao nữa. Con quá mê như vậy rất là nguy hiểm. Và đúng là cái gì mà mê quá cũng không tốt. Ông bố mới nói thôi con ở nhà tập trung việc học hành cho bố. Rồi ông có cho phép nó chơi game. Khi bắt đầu lên thế giới ảo đó phụ huynh, nó bắt đầu nói dối nhiều hơn. Và lần lần nó không chia sẻ với ba nó. Và giữa ba và con có một ranh giới như vậy. Cho đến khi rất muốn là có thể nói chuyện và tâm sự chia sẻ đó, thì thưa phụ huynh, ông đến gặp tôi và tư vấn. Khi ấy tôi nói anh có thể về và làm bạn với trẻ, chuyện đó sẽ tốt hơn cho con anh rất nhiều. Hôm ấy đi về, thấy đứa bé đeo headphone nằm ở trên giường á. Bình thường mà đeo headphone nằm trên giường nghe nhạc giờ đó là chết với bố rồi đó. Giờ đó phải là giờ học cơ. Nhưng mà hôm nay mới nghe tôi nói xong, ông ơi, dậy, gỡ headphone ra cho bố. Thằng bé gỡ ra xong, này, con bình thường nói bố không hiểu con, hôm nay bố muốn hiểu con đó, con nói đi, bố muốn nghe con nói. Thằng bé đang bình thường như vậy trở nên giận dữ, bố chưa bao giờ hiểu con. Nó vù chạy ra qua căn phòng khác. Hôm ấy ông lên gặp tôi và nói thầy chỉ sai cách rồi. Thằng bé bình thường nếu ngày hôm đó mà tôi không nghe đó, tôi đã kêu trở lại quất cho mấy cây rồi, nhưng nên tôi cố kiềm chế. Này, tôi nói với ảnh, thằng bé dư sức biết rằng là anh đang muốn gì phải không ạ? Thằng bé đủ hiểu rằng là hôm nay anh muốn nghe nó, hay là anh muốn hiểu nó, hay anh muốn tìm tận cùng sự thật của nó. Xin phụ huynh rằng là đối với trẻ con, nếu tìm tận cùng sự thật, đó chính là sự giả dối đó phụ huynh.
cho nên rất cẩn trọng như vậy. Đâu đó anh im lặng không nói gì, và sau đó anh yêu trẻ vô điều kiện. Cho tới một hôm nó đi huấn luyện tại núi Đá Bia, tại Khánh Hòa đó, thì tôi và nó đi về sông. Khi ấy chiều hôm ấy anh đón nó, tôi nói đây là cơ hội anh nên nói chuyện với trẻ. Thằng bé về vừa tắm rửa xong, bố kêu ra: con trai ngồi đây, bố muốn hỏi con chuyến đi như thế nào. Vừa ngồi nói chuyện chuyến đi xong, bố muốn hiểu con hãy tâm sự với bố. Thằng bé nói: bố chưa bao giờ hiểu con, bố chưa bao giờ thực sự muốn hiểu con. Nó chạy ra trước cổng á, khi mà vừa chạy đến cổng nói: xin con dừng bước một chút thôi. Bố nói với con nào: bố thật sự xin lỗi con, vì tuần trước bố la con trước cổng trường phải không ạ? Nhưng vì bố bức xúc quá chịu không nổi, nhưng bố rất yêu con, bố mới la con. Bố xin lỗi con. Thằng bé dợm bước ra cửa, quay trở lại nhìn bố, tự dưng nó òa lên khóc. Bố biết con xấu hổ như thế nào không, khi bố la con trước cổng trường không ạ? Bởi vì lâu quá rồi con không được chơi thể thao, cho nên con phải trốn bố không đi chơi thể thao. Bố, và đêm hôm ấy hai cha con nói chuyện tới 1 giờ sáng. Và từ ngày ấy bố và con trở nên gần gũi nhau hơn. Thưa phụ huynh, hình như độ tuổi này nè, mẹ là người quyết định chính thì phải. Việc đi học là mẹ thôi. Rất mừng là hôm nay có rất nhiều ông bố đi với những bà mẹ. Đó cũng là một thông điệp khá tốt, thưa phụ huynh. Phụ huynh nên nhớ rằng là để phá bỏ nghịch lý đó một cách tốt nhất, những quy ước xong rồi đó, cha mẹ là tấm gương dành cho trẻ. Phụ huynh nhớ rằng là nếu như cha mẹ làm cái gì á, trẻ bắt chước y chang như vậy. Ông bố đưa hai đứa con đi siêu thị, bố đẩy nhanh quá, đụng cái chỗ bán trứng á, rớt xuống bể trứng. Bố kêu đứa con chạy vô mượn cho bố cái cây lau nhà. Con đi xin một cái bao ni lông, bố hốt và bỏ vô. Đứa con ngưỡng mộ bố ghê gớm lắm. Đứa con út: trời ơi, bố tuyệt vời quá. Nhưng mà đẩy xe đi một lát, bố thấy cái thùng rác á, bố thấy không có ai. Bố bỏ bịch trứng bể vô trong thùng rác. Thằng bé nhỏ hỏi: bố, sao bố không trả tiền mình làm bể mà bố? Thằng anh trợn mắt nói: người lớn có lý do của người lớn, không cần hỏi như vậy. Ông bố đã dạy gì cho đứa trẻ? Nhưng mà thưa phụ huynh rằng là đâu đó một ông bố tương tự hay dẫn con đi chơi thể thao như vậy nè, và người ta phải xếp hàng. Nhiều đứa trẻ khác là cứ chen lên như vậy. Hai đứa con cũng thành thói quen, cũng định chen lên. Ông giữ lại: con trai phải xếp hàng chứ bố, xếp hàng cho đến khi nào mà chơi được tất cả trò chơi. Không đủ lượt đâu, yên tâm, không đủ lượt, nhất định tuần sau nữa có cơ hội bố sẽ đưa con đi. Hai đứa trẻ đi về nhớ y chang, ngày hôm đó chỉ chơi được một trò chơi thôi, nhưng mà từ đó về sau tất cả đều xếp hàng, tất cả đều chờ đợi. Và chuyện đó làm cho bé trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Đâu đó hai bài học của hai ông bố có lẽ gần giống nhau, nhưng cực kỳ khác nhau về cách dạy con, thưa phụ huynh. Điều thứ ba, bốn yếu tố để thành công. Nhiều yếu tố trong cuộc đời để thành công, nhưng tôi nghĩ rằng là bốn yếu tố khá quan trọng, có lẽ cốt lõi để dành cho một đứa trẻ hay một người thành công, một người lớn thành công. Tôi đi giảng khá nhiều tập đoàn như CMA, Boehringer Ingelheim chẳng hạn, hoặc là gần đây nhất là Loria chẳng hạn. Phụ huynh thấy rằng là đâu đó yếu tố đầu tiên của con người, mà kể cả người đi làm á, yếu tố tự giác là quan trọng. Kỷ luật tự giác làm cho những đứa trẻ khác biệt với một đứa trẻ khác. Nó bắt đầu biết ngồi vào bàn để học, và khi ngồi vào bàn xong á, nó học hết giờ và đứng dậy, sau đó dành những thời gian khác để có thể chơi thể thao. Gần như tất cả ngôi trường ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, tôi đã giảng gần khắp, gần giáp dòng. Và đi vô trường chuyên Lê Hồng Phong á, phụ huynh tìm đỏ mắt không thấy một đôi giày xịn. Nhưng mà ở đó các em cực kỳ tự giác trong học tập. Đi vô khá nhiều ngôi trường nổi tiếng, giữa lớp chuyên chọn và một lớp bình thường á, thì tỷ lệ tự giác của các em trở nên tốt hơn rất nhiều. Khi một đứa trẻ tự giác thì đứa trẻ sẽ vượt qua sức ý của chính mình. Sức ý của con người ghê gớm lắm. Nếu như các anh chị sẽ thấy rằng là mình biết rằng mỗi buổi sáng á, mình dậy sớm để tập thể dục, chuyện đó sẽ tốt hơn cho mình và con mình. Nhưng sức ý bắt mình phải ngủ thêm chút nữa đi, ngủ thêm chút nữa. Dần dần rằng là đặc biệt là bắt đầu mấy hôm nay trời lạnh như vậy á, mình ngủ nướng luôn. Trẻ con cũng y chang như vậy. Sức ý á, của con người á, làm cho các anh chị cảm thấy đứa trẻ mình trở nên nó nặng nề hơn. Một khi trẻ tự giác, trẻ sẽ giảm bớt thời gian mất tập trung. Ví dụ như một số bạn trẻ đang ngồi đây chẳng hạn, có ai đi ngang qua tự nhiên nó đang nghe giảng, nó nhìn ra nó cười một cái. Ở trong lớp học cũng như vậy, một người lớn đang ngồi làm việc, một người bạn mình đi ngang qua, hoặc một câu chuyện gì không phải của mình lắng nghe lên, tự dưng mình trở nên mất tập trung, thưa phụ huynh. Đâu đó khi tự giác đó sẽ chữa được căn bệnh lười biếng, và khi tự giác đó, sẽ làm cho con người sẽ đi xa hơn rất nhiều. Một công thức khá hay để tự giác đó là nói trớ cộng thêm 4 chữ ráng thêm chút nữa. Nói trớ và cộng thêm 4 chữ ráng thêm chút nữa.
bé Y tên là Bảo Bảo. Còn nhỏ như vậy nè, ngố nghịch lắm và bị chứng tăng động giảm chú ý ở phụ huynh. Phụ huynh biết rằng là thằng bé ở nhà ngồi trên ghế không được một phút. Cho đến một hôm đi học mẫu giáo mới một tuần thôi, cô giáo mời mẹ nó vô, biết ngay là phê bình con mình. Này, Bảo Bảo con chị nó nghịch ngợm lắm, nó ngồi yên trên ghế không được 3 phút nữa. Chị đưa nó đi khám não đi, chứ tội nghiệp cho nó sau này đó chị. Bà khóc ngay tại lớp. Hôm ấy đi về nhà, thằng bé, mẹ, cô giáo phê bình con hả mẹ, nuốt nước mắt vào trong. Bảo Bảo ôm nó trong lòng và nói, ở nhà con ngồi có được 1 phút thôi, lên lớp con ngồi được 3 phút, rõ ràng là con có tiến bộ đó. Nhưng nếu con ráng thêm chút nữa Bảo Bảo, cô giáo và bạn bè sẽ yêu con nhiều hơn. Mắt thằng bé sáng lên rực rỡ. Mắt thằng bé sáng lên rực rỡ. Và thưa phụ huynh rằng là nó hạnh phúc lắm, tự nó ăn cơm và tự nó ngày hôm sau tới trường không cần mẹ nhắc. Lên cấp 1, đi học phụ huynh, ngồi ngay vị trí của cô và đúng cuối giờ bị phê bình. Bảo Bảo nhà chị đứng hàng 41/50, nhưng mà nó rẫy mực, nó nghịch ngợm ghê lắm. Chị đưa con chị đi khám đây nha, nếu không sẽ trả giá đó. Đi về nhà thằng bé hỏi, mẹ, cô giáo phê bình con hả mẹ, nuốt nước mắt vào trong. Bảo Bảo, nếu con ráng thêm một chút nữa, con sẽ vượt qua bạn đứng hàng 20 ngồi bên cạnh con đó, và con được nhiều bạn yêu hơn nữa nghe Bảo Bảo. Thằng bé mừng rỡ, sáng hôm sau 6 giờ dậy, ăn cơm xong tự đạp xe tới trường. Lên cấp 2 đi họp phụ huynh, chờ hoài không thấy cô giáo phê bình con mình gì hết á. Cuối giờ mới đi lên hỏi, thưa cô, Bảo Bảo nhà tôi thế nào? Cô giáo cười, Bảo Bảo nhà chị sợ không vào được trường điểm mà thôi, chứ học như vậy là tốt rồi, hạnh phúc quá mà khóc ngay tại lớp. Khi bước ra cổng trường, thằng bé nói, cô giáo nói gì con vậy mẹ? Ôm con vào lòng mà nói, nếu con ráng thêm chút nữa, nhất định con sẽ vào được trường điểm. Thằng bé ấy vào được trường Lê Hồng Phong, các anh chị. Ngày nó đậu đại học á, cầm hai tay đưa cho mẹ cái giấy trúng tuyển. Mẹ nó nói, mẹ hạnh phúc quá, nó òa lên khóc nức nở. Đóng cửa phòng trở lại, mẹ nó kia lỗ tai vô phòng mà nghe. Con cảm ơn mẹ, con biết con là đứa trẻ chậm phát triển, nhưng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ. Thưa phụ huynh rằng là nói trớ cộng thêm 4 chữ ráng thêm chút nữa sẽ giúp cho đứa con của mình đi xa hơn. Tôi chỉ được nói 35-40 phút thôi, cho nên là tôi sẽ nói khá nhanh. Phụ huynh nghe có kịp không ạ? Phụ huynh có muốn nghe thêm nữa không? Có ạ. Không biết ban tổ chức có thể cho tôi phải 10-15 phút để nói thêm nữa được không ạ? Bởi vì tôi chỉ được nói 35-40 phút thôi mà tôi đã hết giờ. Thưa phụ huynh rằng là một cái điều thứ hai, tôi nói công thức thứ nhất là nói trớ cộng thêm 4 chữ ráng thêm chút nữa. Công thức thứ hai là tự tin. Tôi còn nhỏ trẻ tập đi là một tổ hợp cực khó, nhưng mà chỉ lời động viên của phụ huynh, đi được, con đi được, bà đi được. Nếu phụ huynh không nói là con đi được, trẻ sẽ nằm mãi mãi không bao giờ đi đâu phụ huynh. Nhưng mà chính nhờ con đi được như vậy, trẻ sẽ tiến bộ. Đâu đó những lời động viên của phụ huynh đó, con có thể làm được, con cố gắng lên nha, nhất định con sẽ làm được. Nhưng mà dần dần vì mình thiếu kiên nhẫn á, cho nên trời ơi con làm tệ quá à, con cái gì cũng hư bột hư đường, mẹ thôi để đó mẹ làm đi. Và dần dần điều đó làm cho tư duy của trẻ trở nên tiêu cực hơn rất nhiều. Tự tin sẽ giúp cho đứa trẻ, giúp cho phụ huynh đó có góc nhìn rất tích cực trong cuộc đời này, và giúp cho trẻ rất dễ thành công. Thằng bé ấy bơi rất giỏi, nhưng mà cứ mỗi lần tới 1m75 trong cuộc thi á, nó chững trở lại và bao giờ cũng bị chốt hết á. Và người mẹ đã đi tìm một chuyên gia tư vấn. Tôi đã hướng dẫn cho người mẹ ấy, chỉ cứ hô thật to, ngay bây giờ nhiều công việc, trẻ sẽ tập trung vô, trẻ sẽ trở nên tốt hơn. Và đúng là trong lần đường đua ấy, nó bắt đầu đua cho đến 1m75, mẹ đứng ngay chỗ vị trí 1m75. Khi nó vừa tới 1m75, bà hô thật to, ngay bây giờ, thằng bé ấy đã lao về đích. Lần đầu tiên được giải nhất trong cuộc bơi toàn trường các anh chị. Đâu đó một công thức sẽ khá đơn giản, đó là nếu như mà từ tự tin á, thì phụ huynh sẽ xây dựng cho trẻ một niềm tin. Và nếu có niềm tin bằng hạt vừng, có thể lay chuyển cả một bộ núi. Một đứa trẻ bình thường có thể thành công hơn rất nhiều từ phụ huynh. Yếu tố thứ ba, thành công. Đâu đó nhiều người ngồi bên dưới khá thành công. 80% thành công của đời người không hề liên quan tới chuyên môn, chỉ có 20% thành công liên quan tới chuyên môn mà thôi. Rất nhiều người chủ tịch tập đoàn, rất nhiều người là lãnh đạo của các quốc gia, 80% không hề liên quan tới chuyên môn của họ. Nhưng mà nhờ họ rất quyết tâm trong cuộc đời, cho nên họ đi xa và họ thành công hơn. Thưa phụ huynh, một công thức khá đơn giản, đó là nghèo đói là nấc thang cho kẻ anh tài, là vực thẳm cho những người yếu đuối. Còn những người mà giàu có
nếu biết đứng trên đôi vai người khổng lồ là bố mẹ, trẻ sẽ đi xa hơn và xa hơn. Nghèo đói là đất thang cho kẻ anh tài, là vực thẳm cho những người yếu đuối. Cậu bé ấy yêu Dương Cầm, nhưng mà thực ra từ tình yêu của người mẹ, mẹ bị câm và bà ấy bị điếc. Nhưng mà ngày nào cũng lái xe đưa con tới học Dương Cầm hết đó. Và đứng xa khoảng 100 mét con tới học. Cậu bé này yêu Dương Cầm nhưng mà đánh không có giỏi. 6 tháng thôi, sau đó cậu dừng và không đi học nữa thưa phụ huynh. Cho đến một hôm là không đi học, cô giáo định gọi điện thoại là hỏi tại sao. Nhưng mà một đứa trẻ không phát triển như vậy thì thôi, không học Dương Cầm, học thể thao khác hay học môn khác thì sẽ tốt. Cho đến khi mà cô biểu diễn tốt nghiệp á, cô gửi thư mời trong những hàng xóm đó, những làng đó, thì chiều hôm ấy cậu bé xuất hiện và nói: "Thưa cô muốn được tham gia buổi biểu diễn." Cô nói: "Cô đã nghỉ 6-7 tháng đây, làm sao mà cô có thể diễn được?" Cô yên tâm, nhất định cô sẽ đánh được thưa cô. Cô giáo ban đầu định từ chối, nhưng mà không biết từ trong sâu thẳm tiềm thức đó phụ huynh, cô lại gục đầu. Cô lại xếp đó là tiết mục cuối cùng. Hôm ấy buổi biểu diễn rất thành công. Cô xuất hiện trên sân khấu và cảm ơn mọi người đã tới dự. Rồi cô nói: "Đây là tiết mục cuối cùng, xin cảm ơn mọi người." Mọi người đứng dậy và chuẩn bị đi về. Thằng bé ấy mặc đồ xuất hiện trên sân khấu. Rồi ôi đồ gì kỳ vậy, mẹ nó ở đâu mà chẳng quan tâm tới nó. Cho đến khi cậu bé bắt đầu đánh bản nhạc, những người đang dởm bức định đi về đứng lại. Và càng lúc mọi người càng vỗ tay theo điệu nhạc đó, nước mắt của cậu cứ chảy xuống phía Dương Cầm. Cho đến khi kết thúc bản nhạc, cô giáo đã ôm cứng cậu ở trên sân khấu. "Cảm ơn cô rất nhiều, bản nhạc cực kỳ hay. Này, cô không tưởng tượng được như vậy." Cậu bé nói: "Dạ cảm ơn cô, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thưa cô, hôm nay con đánh bản nhạc này không phải chỉ cho cô mà cho mọi người, mà con đánh cho mẹ con đó cô. Con đã quyết tâm luyện 6 tháng nay. Mẹ con đã bị bệnh rất nặng, cô không đi học được nữa. Cô ơi, mẹ con bị câm và bị điếc, không bao giờ nghe được nhạc đâu cô. Hôm nay mẹ con đã qua đời 3-4 ngày, cho nên ở bên kia thế giới nhất định bà ấy sẽ nghe con đánh bản Dương Cầm này. Con cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho con." Một đứa trẻ mà khi đã quyết tâm á phụ huynh, nó sẽ dũng mãnh lắm, nó sẽ làm nhiều cái theo nó. Nhưng mà cái quyết tâm đó nếu đi đúng hướng thì sẽ tốt, còn nếu đi trật hướng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điều cuối cùng đó là đồng đội. Người ta nói 100% sức lực của một người không bằng 10% sức lực của 10 người, và không bằng 1% sức lực của 100 người. Giá như mà cái gia đình của Melo này nè, phụ huynh có thể chơi chung một cái sân chơi chung như vậy, có nhiều người cùng tham gia chơi chung. Đâu đó mình nói cô của mình nó khó nghe khi nó lớn lên, nhưng mà người khác nói cô mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều phụ huynh. Và 100% sức lực của một mình đó không bằng 10% sức lực của 10 người, và không bằng 1% sức lực của 100 người. Một công thức tôi muốn đưa ra trong tinh thần đồng đội: muốn đi nhanh chỉ đi một mình thôi, nhưng mà muốn đi xa, muốn thành công hơn á, xin hãy đi với rất nhiều người thưa phụ huynh, rất nhiều người. Nhiều người suy nghĩ rằng là làm sao giúp cho con mình có thể kiểm soát được vừa việc học vừa việc chơi, giống như bài báo cáo của tôi. Thưa phụ huynh, đó là một suy nghĩ không phải của phụ huynh mà của rất nhiều chuyên gia. Có lẽ rằng là trên thế giới bây giờ có nhiều công cụ để kiểm soát được tinh thần của trẻ ở một chừng mực nào đó trong huấn luyện chẳng hạn. Nhưng mà trên thế giới bây giờ rất nhiều công nghệ có thể cân bằng được năng lượng dành cho trẻ, giúp cho trẻ có thể rằng là vừa chơi, vừa cân bằng được năng lượng, vừa phát triển tư duy của mình. Thưa phụ huynh rằng là Melo đã suy nghĩ rất nhiều về cái đồng hồ của Melo, bộ đôi đó, và cái kết hợp của phụ huynh, công dụng, ứng dụng. Tối hôm qua tôi cũng đã thử nghiệm chuyện ấy khá tốt dành cho gia đình của tôi. Và ngày hôm nay xin phụ huynh hãy dành vài phút để theo dõi cái clip dưới trên này. Và tôi tin rằng là cũng đôi khi rất bổ ích cho hành trình đưa con đi xa của phụ huynh. Xin mời phụ huynh theo dõi. Thank you.
Nhưng mà nhiều phụ huynh sử dụng công nghệ sẽ rất khó. Nhưng tôi tin là dù làm chuyện gì khó nhất mà cho con mình thì chuyện ấy cũng sẽ là dễ với phụ huynh. Ngày hội ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng là nhãn hàng Melo sẽ hỗ trợ cho phụ huynh để tìm hiểu về cách sử dụng nó như thế nào, cách tương thích và cách truy cập nó như thế nào. Tôi tin rằng là sẽ giúp phụ huynh rất là tốt. Người phụ huynh Việt Nam mình có một cái thói quen là có rất nhiều cái mình có mà mình không đọc. Ví dụ như là mình mua sản phẩm mới về, hướng dẫn sử dụng sản phẩm nó như thế nào á, thì thường mình không đọc. Đôi khi rằng là những chuyện đó sẽ là cái nghịch lý trong cuộc đời, những cái paradox của phụ huynh. Rất xin phụ huynh dành một vài thời gian, lát nữa sẽ có chương trình hướng dẫn phụ huynh cụ thể để phụ huynh tích hợp nó như thế nào. Phần trao đổi của tôi tới đây là kết thúc. Tôi có đem theo đĩa bài giảng nhân cái ngày hội này tặng cho phụ huynh. Lát phụ huynh có thể liên lạc với chỗ anh Phú, coi như đó là một phần quà tôi gửi tặng cho phụ huynh nhân tiện tôi báo cáo cho nhà hàng Melo. Xin cảm ơn phụ huynh rất nhiều. Tôi hỏi câu này hơi ấy một chút. Phụ huynh, bao nhiêu phụ huynh cảm giác rằng là bài giảng sau này nếu có cơ hội như vậy á, thì bài giảng sẽ dài hơn cho phụ huynh á, sẽ tốt hơn? Xin phụ huynh hãy đưa tay ạ. Xin cảm ơn phụ huynh rất nhiều.